Bao giờ cũng vậy, cứ vào mùa nắng nóng thì nhu cầu sử dụng điện và các thiết bị sinh hoạt tăng cao. Nguy cơ cháy nổ thì có nhiều diễn biến phức tạp, hỏa hoạn ít khi xảy ra. Nhưng nếu có thì mức độ thiệt hại và thiệt hại của nó đem lại là rất lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cũng như tính mạng của người dân. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 1.157 vụ cháy nổ, làm 56 người chết và 84 người bị thương, thiệt hại ước tính 287 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do chập cháy thiết bị điện cũ nát. Hiện bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, dịch bệnh được kiểm soát tốt, do đó nhu cầu tiêu thụ năng lượng như điện, xăng dầu và các chất dễ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh, hộ dân tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhất trong năm. Nhu cầu sử dụng các thiết bị điện ngày càng cao như quạt, điều hòa, thiết bị làm mát tại các gia đình, công sở. Các thiết bị điện phải hoạt động hết công suất trong khi nắng nóng còn kéo dài, nền nhiệt bên ngoài tăng cao càng làm nguy cơ xảy ra chập cháy liên quan tới nguồn điện rất lớn. Đa phần hiện nay, ý thức phòng cháy chữa cháy của một số người dân vẫn còn thiếu và yếu. Chính vì vậy, song song với công tác kiểm tra xử lý, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng phải tăng cường tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng cho người dân. 6 tháng đầu năm, mặc dù trên địa bàn thành phố số vụ cháy nổ đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên tỷ lệ số vụ cháy nhỏ tại các khu dân cư vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp. Để ngăn ngừa giảm thiểu hậu quả do hỏa hoạn gây ra, thì việc xây dựng phát triển lực lượng chữa cháy tại chỗ là rất cần thiết. Chẳng hạn, mới đây Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã triển khai ra mắt mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy. Tình huống hỏa hoạn giả định. Một cây xanh tại trước lối vào của khu tập thể B5 phường Đội Cấn bị bật rễ, đổ chắn ngang trước lối vào và gây chập cháy. Khói, khí độc từ vụ cháy nhanh chóng bốc lên, bao trùm các tầng làm cản trở việc thoát nạn. Sau khi nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy dân phòng phường Đội Cấn đã phối hợp cùng với người dân sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ khống chế đám cháy. Lực lượng công an phường hướng dẫn người dân cứu người và tài sản. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Ba Đình điều động một xe chỉ huy và một xe chữa cháy đến hiện trường triển khai cứu người mắc kẹt. Sau khoảng 15 phút, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nhờ có lực lượng chữa cháy tại chỗ nên đã giảm thiểu được tối đa nguy cơ cháy lan cũng như hậu quả của vụ hỏa hoạn. Đây cũng là mục đích mà Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình hướng tới trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư. Về các cái tiêu chí của mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy thì chúng tôi lấy toàn bộ tất cả các cái tiêu chí đã được quy định tại nghị định 136 của chính phủ. Vì đây là một khu dân cư nên là các cái tiêu chí kèm theo nó rất là nhiều cũng như là ngặt nghèo. Nhưng mà tất cả các tiêu chí này đều nhằm đảm bảo cái mục đích của chúng tôi là về phương châm 4 tại chỗ cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra cháy lớn cũng như là thiệt hại về người cũng như tài sản. Thống kê 6 tháng đầu năm, trên địa bàn quận Ba Đình đã xảy ra 10 vụ cháy và 20 sự cố cháy. Khoảng 70% các vụ cháy đều được lực lượng tại chỗ và quần chúng nhân dân xử lý kịp thời, dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh. Việc xây dựng mô hình khu dân cư phòng cháy chữa cháy sẽ giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống hỏa hoạn. Cái mô hình này tôi thấy là rất hay mà mọi người dân thấy được thực tế và ủng hộ hoàn toàn. Khu dân cư chúng tôi là đều các nhà cao tầng được xây dựng lâu năm rồi. Hệ thống điện nước kém cho nên có thể là chạy bất cứ lúc nào không biết. Cho nên hôm nay là được Ủy ban Nhân dân phường và đơn vị phòng cháy chữa cháy của quận cho tập huấn và cho diễn tập. Còn tôi gọi là rất ý nghĩa đối với khu dân cư chúng tôi. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình ban hành các tiêu chí, yêu cầu đối với hộ gia đình, khu dân cư, khu tập thể, bám sát với tình hình thực tế của từng nơi để người dân kịp thời thích ứng. Sau một thời gian triển khai, đánh giá rút kinh nghiệm, dự kiến đến ngày 15 tháng 10, Ủy ban Nhân dân quận sẽ triển khai nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn.